Mọi người ơi, mình bị mất 2.000 xu mini rồi. Tiêu nghe nói ngày mai 1 tháng 6 đăng nhập vào game là sẽ được nhận quà đó. Đố mọi người ngày 1 tháng 6 là ngày gì á? Chuyện là nếu như người người nhà nhà đều thích chú voi koala ở trong cái hộp mơ ước này, thì mình lại bị trúng tiếng sét ái tình với lại cây kiếm ánh nắng nhà kính này mọi người ạ. Mọi người đoán thử xem là với 2.000 xu mini thì Tiêu có mở ra được cái cây kiếm hay không? Chẳng lẽ tới tận 2.000 xu mà không mở ra được một cây kiếm đúng không? Đúng rồi đó, không ra nha mọi người. Ok, coi như là mình su cà na đi. Thì chuyện sẽ không có gì để nói nếu như ngày hôm nay mình vào game mình không phát hiện ra một sự thật động trời. Đó là cây kiếm mà mình yêu thích được mở bán ở bên chỗ skin vũ khí chỉ có 80 xu. Thật vô nghĩa. Ủa alo, sao lúc đầu không nói vậy đi? Quê cứ nè anh Tiêu. Cũng có nhiều bạn hỏi Tiêu là cây kiếm rồi cây cúc cà rốt rồi cây sẻ ngọc trai Tiêu lấy ở đâu. Thì mấy cái đồ vũ khí của Tiêu á chỉ là những cái đồ bằng đá bằng sắt bình thường thôi à. Mà Tiêu mua cái skin này bọc vô cho nó nè, nhìn sang xịn mình hẳn đúng không? Đúng đúng. Ủa nhưng mà nhà phát hành ơi, trả lại cho em 2.000 xu lúc đầu được không? Còn cái nịt